Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thế giới hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Thưa quý vị, ngày 14 tháng 2, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo một cuộc tấn công của quân đội Israel nhằm vào thành phố Rafah ở miền nam Gaza sẽ gây ra một thảm họa khôn lường và đẩy hệ thống y tế của khu vực này đến gần bờ vực sụp đổ. Đại diện của WHO cho biết hơn 1 triệu người Palestine đang lánh nạn tại Rafah, giáp biên giới Ai Cập, nhiều người đang sống trong các lều trại và nơi trú ẩn tạm thời. Theo WHO, việc quân đội Israel tấn công vào khu vực này sẽ là một thảm họa không thể đo lường được. WHO cũng bày tỏ quan ngại về việc tổ chức này gặp nhiều hạn chế trong việc phân phối viện trợ y tế cho Gaza, khi các yêu cầu cung cấp vật tư của WHO bị từ chối. Trong một diễn biến khác cùng ngày, Ngoại trưởng Palestine Riyad al-Maliki đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Cộng hòa Sip Konstantinos Kompos trong khuôn khổ chuyến thăm nước này. Hai bên khẳng định nhu cầu nhân đạo ở dải Gaza ngày càng tăng, đòi hỏi quá trình viện trợ phải gia tăng về quy mô và không bị cản trở. Đồng thời bày tỏ Palestine và Cộng hòa Sip cùng nỗ lực ngăn chặn cuộc tấn công nhằm vào Rafah sắp xảy ra. Ngày 14 tháng 2, truyền thông Hàn Quốc cho biết nước này đã thiết lập quan hệ ngoại giao với Cuba thông qua việc trao đổi thư chính thức tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ. Thông báo từ Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nêu rõ với bước trao đổi thư chính thức, hai nước nhất trí mở quan hệ ngoại giao đến cấp đại sứ. Việc thiết lập quan hệ chính thức giữa hai nước được đưa ra phù hợp với mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế, đồng thời phù hợp với tinh thần và các quy tắc được thiết lập trong Công ước viên về quan hệ ngoại giao. Bộ trên mô tả đây là bước ngoặt quan trọng đối với Hàn Quốc trong các nỗ lực nhằm củng cố quan hệ ngoại giao ở khu vực Mỹ Latin. Cuba đã chính thức công nhận nhà nước Hàn Quốc vào năm 1949, nhưng trao đổi ngoại giao giữa hai bên đã bị gián đoạn từ cuộc cách mạng Cuba năm 1959. Cuba là nước Mỹ Latin duy nhất chưa có quan hệ ngoại giao với Hàn Quốc. Ngày 14 tháng 2, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố đã giành chiến thắng trong vòng đầu tiên của cuộc bầu cử tổng thống ở quốc gia Đông Nam Á này sau khi kết quả kiểm phiếu sơ bộ ngoài vòng bỏ phiếu được công bố. Phát biểu trước những người ủng hộ, ông Prabowo Subianto nhấn mạnh các cuộc thăm dò ý kiến và cuộc kiểm phiếu nhanh đều cho thấy liên danh Prabowo Gibran đã giành chiến thắng trong vòng đầu. Tuy nhiên, ông Subianto nhấn mạnh sẽ chờ kết quả chính thức từ Ủy ban bầu cử. Trước đó, cùng ngày, các cuộc thăm dò ý kiến được chính phủ phê duyệt cho thấy ông Subianto giành được trên 55% số phiếu ủng hộ. Kết quả bầu cử năm 2024 sẽ được Ủy ban bầu cử quốc gia công bố vào ngày 20 tháng 3 tới. Đây sẽ là thông báo chính thức có giá trị pháp lý. Ngày 14 tháng 2 đã có một người thiệt mạng và 9 người khác bị thương trong một vụ xả súng tại lễ diễu hành mừng chiến thắng của đội bóng bầu dục Kansas City Chiefs ở Mỹ. Vụ xả súng đã gây hoảng loạn cho đám đông người tham dự sự kiện này. Sở cứu hỏa thành phố Kansas cho biết vụ xả súng xảy ra ở ga tàu Union Station, chỉ cách nơi các cầu thủ Kansas City Chiefs phát biểu mừng chiến thắng vài mét. Cảnh sát cho biết hai người có vũ trang đã bị tạm giam. Trong số những người bị thương có 3 người trong tình trạng nguy kịch, 5 người bị thương nặng và 1 người không ảnh hưởng đến tính mạng. Bạo lực súng đạn không phải là chuyện hiếm gặp trong các buổi lễ mừng chiến thắng quy mô lớn tại Bắc Mỹ. Năm ngoái, 10 người đã bị thương sau khi xảy ra một vụ xả súng ở thành phố Denver của Mỹ, khi người hâm mộ đang ăn mừng chiến thắng của đội bóng rổ nhà nghề Denver Nuggets. Ngày 14 tháng 2, Israel cho biết thâm hụt ngân sách nước này trong tháng 1/2024 đã lên mức 4,8%, tổng sản phẩm quốc nội tăng 0,6% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, dự trữ ngoại tệ cũng tăng nhẹ nhờ việc chính phủ có các biện pháp can thiệp vào thị trường hối đoái. Bộ Tài chính Israel cho biết trong tháng 1, chi tiêu chính phủ tăng mạnh 36% so với năm 2023, lên 41,2 tỷ NIS, khoảng 11,7 tỷ đô la Mỹ. Nếu không tính các khoản chi cho chiến tranh, mức chi tiêu này chỉ tăng 14,6%. Trong khi đó, thu ngân sách chỉ đạt 43,7 tỷ NIS, giảm so với mức 44 tỷ NIS cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Israel BOI thông báo dự trữ ngoại tệ của nước này tính đến cuối tháng 1 đạt 206,12 tỷ đô la Mỹ, tăng nhẹ so với tháng trước đó. Mức tăng này chủ yếu là do hoạt động mua vào bán ra đồng đô la Mỹ của chính phủ nhằm can thiệp vào thị trường hối đoái. Sau khi xảy ra xung đột Hamas-Israel, BOI tuyên bố sẽ bán ra 30 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ đồng nội tệ,
vốn lao dốc trước sự lo ngại của giới đầu tư. Tính riêng trong năm 2023, dự trữ ngoại tệ của Israel đã tăng thêm 5 tỷ đô la Mỹ và đạt mức 39,8% GDP. Thưa quý vị, cũng giống như những người dân Việt Nam, lễ chùa đầu năm là một trong những nét sinh hoạt văn hóa không thể thiếu của người dân Hồng Kông, Trung Quốc. Khu hành chính đặc biệt Hồng Kông có nhiều ngôi đền, chùa nổi tiếng. Trong những ngày đầu xuân mới, nhiều người dân và du khách đến lễ để cầu an, cầu tài, cầu lộc và cầu may mắn cho gia đình và người thân. Ngay từ sáng sớm, rất nhiều người dân và du khách đã đến cầu phúc tại đền Sa Công ở Sa Tinh thuộc khu Tân Giới. Đây là công trình lịch sử cấp 2 ở Hồng Kông với nhiều bức phù điêu tinh xảo. Tượng Sa Công uy nghiêm là địa điểm du lịch tâm linh không thể bỏ qua trong dịp Tết. Món quà của xe gió tại đền cũng mang theo ý nghĩa phong thủy, tài lộc, vận may hồi tụ, buôn may bán đắt. Một địa điểm khác cũng thu hút đông đảo du khách là cây ước nguyện ở Lam Tusen thuộc khu Tân Giới. Người dân và du khách sau khi viết ước nguyện sẽ gắn vào quả cam đính điều ước lên và thành tâm bày tỏ lòng kính trọng đến cây. Sau đó, ném chúng lên cành cây. Nếu không rơi xuống có nghĩa là điều ước sẽ thành hiện thực. Bản tin thế giới hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin thế giới tiếp theo. Thân ái kính chào tạm biệt.